Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023, người lao động mắc ung thư được lãnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Là những chính sách có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023, người lao động mắc ung thư được lãnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc, từ ngày 15 tháng 2 năm 2023, thông tư 18 phần 2022 của Bộ Y tế có hiệu lực sẽ sửa quy định về các trường hợp mắc bệnh được hưởng bảo hiểm xã hội một lần trong thông tư 56-2017-TTBIT. Theo quy định mới, người lao động gặp vấn đề về sức khỏe sẽ được lãnh bảo hiểm xã hội nếu thuộc một trong các trường hợp sau. Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn S. Trước đó, Thông tư 56-2017 TTBIT yêu cầu người lao động đang bị mắc ung thư, bại liệt, sơ gan cổ trướng, phong, lao nặng. Phải đồng thời đáp ứng thêm điều kiện là không tự sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn thì mới được giải quyết hưởng bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc. Người mắc các bệnh, tật có mức suy giảm lao động từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Như vậy. Người lao động nếu không may mắc ung thư có thể lãnh bảo hiểm xã hội một lần ngay sau khi nghỉ việc mà không chờ không một năm như quy định trước đây. Giám định lại sức khỏe do tai nạn lao động không cần chờ 2 năm. Đây cũng là một trong những chính sách mới về bảo hiểm có hiệu lực từ tháng 2 năm 2023 được đề cập tại thông tư 18 phần 2022 của Bộ Y tế. Theo khoản 8 điều 1 thông tư 18, người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đã thực hiện giám định sức khỏe để hưởng chế độ tai nạn lao động. Bệnh nghề nghiệp hoàn toàn có thể chủ động đi khám giám định lại mức suy giảm khả năng lao động nếu có nhu cầu. Thông tư số 75/2022 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú có hiệu lực từ ngày 5 tháng 2 năm 2023. Thông tư nêu rõ, công dân Việt Nam khi thực hiện thủ tục đăng ký cư trú đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú, tách hộ với cơ quan đăng ký cư trú theo quy định pháp luật cư trú thì phải nộp lệ phí theo quy định tại thông tư này. Mức lệ phí nộp hồ sơ trực tiếp như sau: đăng ký thường trú là 20.000 đồng/lần đăng ký, đăng ký tạm trú, gia hạn tạm trú là 15.000 đồng/lần, đăng ký tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách 10.000 đồng/lần, tách hộ 10.000 đồng/lần. Tuy nhiên, công dân sẽ được giảm 50% mức lệ phí trên khi đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Quy định mới về mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài. Trước đó, nếu muốn giám định lại tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp người lao động phải chờ ít nhất 2 năm đủ 24 tháng tính từ ngày người lao động được hội đồng giám định y khoa kết luận tỷ lệ suy giảm khả năng lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp gần nhất trước đó. Ngoài ra, người lao động còn được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề trả phí khám giám định lại nếu kết quả khám giám định xác định người lao động đủ điều kiện để điều chỉnh tăng mức hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Trường hợp kết quả giám định lại không đủ để được điều chỉnh tăng mức trợ cấp, người lao động chủ động đề nghị khám giám định lại sẽ phải tự chịu chi phí khám giám định, giảm 50% lệ phí khi đăng ký thường trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến. Thông tư 20/2022 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn hoạt động chuyển tiền một chiều từ Việt Nam ra nước ngoài và thanh toán, chuyển tiền cho các giao dịch vãng lai khác của người cư trú là tổ chức, cá nhân có hiệu lực từ ngày 15 tháng 2 năm 2023. Thông tư quy định các trường hợp mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để phục vụ mục đích tài trợ, viện trợ của tổ chức bao gồm: một mua, chuyển, mang ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ, viện trợ theo các cam kết, thỏa thuận giữa nhà nước, chính phủ, các cấp chính quyền địa phương với nước ngoài. Nguồn tài trợ viện trợ là các khoản kinh phí từ ngân sách hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ viện trợ hai mua chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ viện trợ khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh chiến tranh nguồn tài trợ viện trợ là nguồn tiền đóng góp tự nguyện từ các tổ chức cá nhân trong nước và hoặc nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ viện trợ ba mua chuyển ngoại tệ ra nước ngoài để tài trợ cho các chương trình các quỹ dự án do tổ chức trong nước và hoặc tổ chức ở nước ngoài thành lập nhằm mục đích hỗ trợ và khuyến khích phát triển trong các lĩnh vực văn hóa giáo dục tài trợ học bổng y tế nguồn tài trợ là nguồn tiền của chính tổ chức tài trợ bên cạnh đó thông tư cũng nêu rõ các trường hợp mua chuyển tiền một chiều ra nước ngoài của tổ chức để phục vụ mục đích khác